Chào bác, hôm nay giới thiệu các bác con đầu CD đời nông 1130. Con này anh em nào có những dòng 890D, 880D, 580D, 780D, 500V ghép vào con này thì rất là đẹp. Chất âm sạch sẽ, chi tiết, tầm tiền nó cũng rất là hợp lý. Đấy, nó rất là dày dặn, anh em bày vào nó rất là đẹp. Đây là con đầu CD của Nhật. Con này thì nó thêm một cái đường variable. Cái đường này thì dành cho anh em nào mà chơi trực tiếp vào những cái cục công suất. Đấy, thì nó thêm cái đường để chỉnh âm sắc, để chỉnh âm lượng. Đấy. Rất là tiện lợi. Những bác mà thích chơi mộc mạc thì dùng con này đánh vào cục đầy luôn được. Không phải thêm dề, các bác chỉnh luôn trực tiếp như này thôi. Chơi mộc mạc luôn. Con đầu CD 1130 nó có hai đường, một đường trực tiếp và một đường gián tiếp qua volume. Em đang cắm đường variable vừa nói với các bác đây. Còn đường trực tiếp ở đây, đường này thì không phải vặn thêm cái volume đằng trước, cắm trực tiếp luôn. Tất cả những cái đầu đi âm nó có đường này thì các bác lưu ý, đường này các bác cùng cắm ra đẩy hợp lý hơn. Còn các đường này cắm trực tiếp này, không qua volume này. Đây nó có cái đường optical, đường quang. Các bạn lưu ý đây là đường ra nhé. Đây là đường ra, cái này để thuần để nghe nhạc. Nghe nhạc từ đầu CD, điện 100V. Đấy, con này rất là chất, rất là đẹp. Cái tầm tiền ở ngoài 3 triệu thì thực sự là con này rất là đáng để chơi. Con đầu CD trên dưới 4 triệu tùy từng lô, tùy từng chất lượng. Hàng bãi, con này rất là đẹp. Anh em chơi những cái dòng này thì nó rất là sạch sẽ về cái chất âm. Thực sự những cái dòng 1130 này thì nghe từ ngày xưa rồi. Thì thời những cái dòng đã nghe thử cùng những dòng Sony 338, 337, rồi 333. Thực sự rất vẫn thích cái dòng 1130 này. Cái tiếng nó có phần, cái tiếng tiếng bass nó có phần dày dày. Đương nhiên là không rõ rệt nhưng mà cảm nhận là như vậy. Với cả tầm tiền trên dưới 4 triệu thì thực sự là không có cái đầu nào chất bằng con này. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi. Đấy, anh em ơi. Trời mưa bóng nghe mặn. Em đang thử cái đĩa cỏ thôi, đĩa 10.000 thôi. Để vào cả bộ đàn ông nó rất là hài hòa. Các bác có nhu cầu sở hữu con CD đàn ông 1130 chất xác lại thì alo cho cả alo cho số máy 098 369 8887. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.